bây giờ cô muốn nói với các bạn về một cái nét của đất nước Việt Nam, một cái cây rất là đặc thù của người miền Nam, nhưng mà mình phải nói bằng giọng Bắc. Bạn nào cho cô biết cây nào mà mình cảm thấy là ở miền Nam là cái cây đặc sắc nhất? Đố biết, đố biết. Giơ tay, giơ tay, giơ tay. Không biết. Còn? Không phải. Xoài. Không phải cây cô muốn nói. Khế. Miền Nam mà. Hoa sen mà. Cây mà sao nó thành hoa rồi con? Không phải. Chị chưa? Còn ai nữa không? Bây giờ tiếp là như thế này cô, cây cái khoan bạn, khoan để cô Mai nói chút xíu. Nói mà cái cây thì nó nhiều cây quá hết không? Bây giờ cô cho vài cái clue để cho các bạn đó đi. Cô cho nha. Cái cây mà có trái hay không? Cây này có trái và mình sẽ uống được cái nước của trái đó. Cây bút sữa. Cái dừa. Các bạn đã đoán được rồi. Cái dừa cũng rất nhiều ở miền Nam đúng không? Tre á. Bây giờ cô sẽ đọc một bài thơ nhá. Bài thơ này nói về cây dừa và bài thơ này của tác giả Trần Đăng Khoa. Tác giả này sẽ rất là nổi tiếng với cả các bài thơ của trẻ em. Nếu như mà các bạn là thấy hứng thú với cả thơ á, thì các bạn có thể lên trên Google mình search là thơ Trần Đăng Khoa, mình sẽ có rất nhiều bài thơ hay cho thiếu nhi, được không? Bây giờ mình đọc bài thơ cây dừa ha. Bạn nghe giọng cô là càng là khác hẳn với giọng của cô Hiền hồi nãy hôm nay. Rồi, giờ các bạn nghe bài thơ. Rồi, bài thơ cây dừa nha. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược trải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, ai đeo bao vũ rượu quanh quả dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la, mà dừa hùng đỉnh như là đứng chơi. Cảm ơn cô Lan Anh hôm nay. Rồi, các bạn yêu dấu của cô Mai. Như vậy bình thường ngày nào con cũng nghe cái tiếng cô Mai nói rồi. Hôm nay con nghe thêm tiếng của người Huế này, và tiếng của người Hà Nội này. Thế bây giờ các bạn đã thấy sự khác biệt rất là rõ phải không này? Bây giờ con có đang là cái slide mà có thể là chúng ta cũng đang nghiên cứu về phương ngữ và có những cái câu hỏi gì đó mà các bạn hay là có nhận xét gì đó. Khách mời chúng ta còn khoảng 2 phút thôi, cho nên là các bạn có bất cứ một cái questions nào cần hỏi, bắt đầu nhanh lên. Lớp mình bình thường có nhiều câu hỏi lắm mà. Không, em quên hết rồi cô. Quên hết rồi. Tại vì sao? Cái nào của con teo đi rồi cô. Con teo thẳng